Chào mừng toàn thể anh em và bà con lại tiếp tục trở lại với YouTube cày chảo của cơ khí nông nghiệp Vũ Hải trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì nó là ngày mùng 3 của tháng 3 âm lịch. Thì em cũng lại tiếp tục vừa hoàn thiện xong một cái sản phẩm vun luống. Ngày hôm qua thì em cũng hoàn thiện một sản phẩm vun luống lang với cái hình thức là luống rất là nhọn. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng là luống lang nhưng mà khách hàng thì không yêu cầu nhọn, mà chỉ cần gạt qua cái mặt để dễ vào giống rồi. Đấy thì cũng hình thức là tương tự như nhau thôi, chẳng khác cái gì cả. Hai chảo hai bên, hình thức là hai chảo úp vào. Anh em thích cày bổ ra thì anh em lắp đảo vị trí cho nhau là tự nó cày, gọi là cày phá luống. Thế và đằng sau thì vẫn có một cái mũi, theo như anh em truyền đạt lại cho em trong cái giới dùng sản phẩm thì là cái đằng sau đó nó dùng để cho vạch ra một cái đường trước khi mình bỏ giống. Và khi có cái vạch đây rồi thì anh em nhiều nơi thì những cái dùng dàn bé như thế này này thì anh em là chủ yếu đa phần là làm thủ công. Mà làm thủ công thì bắt buộc là phải vạch ra một cái đường đấy khoảng tầm 15 phân để anh em tra giống, sau đó là tháo cái đấy ra, nhấc cái cánh đằng đuôi này cao lên, nhấc hẳn lên và anh em dùng hai cái chảo này để vun lên một tí đất. Vun lên một tí đất để ấp vào. Thế là coi như là anh em quá trình trồng xong. Đấy thì như sản phẩm này, giá thì em công khai trên mạng qua rất là nhiều thời gian rồi. Giá thì vẫn không có gì là thay đổi lắm. Mặc dù là sắt lên sắt xuống thị trường biến động nhưng mà giá bên em thì vẫn niêm yết giá. Đấy, một dàn như thế này, hoàn thiện hai chảo khung khiết các chắc chắn, hình thức sơn si đẹp đẽ ngon lành. Giá em vẫn như mọi khi thôi, vẫn là 6 triệu đồng. Không có gì thay đổi cả. Và cước vận chuyển thì cũng vẫn như mọi khi, cộng thêm một chút xíu tiền vận chuyển, có thể là gửi xe khách hay là ghép xe tải hay như thế nào đấy thì anh em ở xa ở gần là chúng em sẽ báo luôn. Ở gần thì anh em tự qua lấy, mà ở xa thì chúng em sẽ gửi xe hỗ trợ cho cái khâu vận chuyển từ đây lên thành phố để gửi vào bến xe cho anh, cho anh em. Nếu như một cái sản phẩm như thế này mà em không làm cái tấm gạt mặt kia và làm đơn giản hơn thì giá nó sẽ rẻ hơn nhiều đấy. Dao động một sản phẩm này thì giá nó sẽ tùy theo từ loại to loại bé, sử dụng lưỡi chảo của nước nào, đường kính bao nhiêu, trụ may ơ to hay may ơ bé, trụ dày hay trụ mỏng. Đấy thì giá nó sẽ dao động từ 3 triệu rưỡi trở lên. Thế nên là anh em cứ yên tâm rằng là với cái giá thành bên em sản xuất cho anh em là cực hợp lý và cực hấp dẫn luôn. Anh em ai cũng có thể là đầu tư được và ai cũng có thể là có đủ điều kiện kinh tế để cho anh em có thể sắm một cái công cụ cũng như là một cái sản phẩm để cho phục vụ cho mình. Đây thì sản phẩm này ngày hôm nay, chiều hôm nay đây thôi là sản phẩm sẽ lên đường vào với lên đường với anh em cái gì nhỉ, Cẩm Phả Quảng Ninh. Anh em này thì đặt hàng cũng khá là lâu rồi, hơn 2 tháng rồi. Thế nhưng mà do là công việc của anh ở ngoài đấy cũng chưa dùng đến nên là anh bảo cho em cái thời gian thoải mái đi. Khi nào cần thì tôi sẽ báo trước cho anh khoảng tầm 1 tuần đến 10 ngày. Và cũng đúng như là anh đã trao đổi, hàng đặt anh thanh toán và cho em mượn cái số vốn đấy để lấy vật tư ra hàng làm hàng. Và đến ngày hôm nay thì cũng là sau như cái hẹn là 10 ngày thì em cũng đã hoàn thiện kịp đúng như anh mong muốn để hôm nay ngày chủ nhật, ngày thứ bảy hoàn thiện xong sản phẩm để ra cho anh ấy. Đấy thì sản phẩm thì cũng không có gì là gọi là cầu kỳ, hoặc cũng không có gì gọi là quá là xa xỉ. Thế nên là anh em cứ yên tâm, cũng như là anh em cứ thoải mái đi lựa chọn cho mình một cái sản phẩm từ bên em với cái địa chỉ là Cơ khí Nông nghiệp Vũ Hải, xóm 5, Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Hoặc là hai số điện thoại của em là 0936 975 256 hoặc là 0982 975 256. Có thể tiếp nhận bất kỳ những đơn đặt hàng nào của anh em mọi thời điểm. Còn anh em nào mà ban ngày trong giờ hành chính mà gọi cho em 1-2 cuộc mà không thấy em nghe máy thì anh em cứ yên tâm, sau cái thời gian đấy một là em sẽ tin nhắn lại hoặc là em sẽ gọi lại để trao đổi cụ thể công việc với anh em. Em xin chân thành cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian của mình để theo dõi video của em. Kính chúc tất cả anh em cũng như là bà con làm máy một vụ mùa bội thu, sức khỏe và an lành. Xin thân ái, chào tạm biệt.